Tiểu đường là bệnh mãn tính do lượng đường trong máu tăng cao vì cơ thể thiếu hoặc đề kháng với insulin, dẫn đến hiện tượng rối loạn chuyển hóa đường trong máu. Đây là bệnh nguy hiểm có thể gây bệnh lý về tim mạch, thị giác, gây tổn thương hệ thần kinh, nhiễm trùng. Tuy nhiên thì mới đây, các nhà khoa học đã tìm ra được giải pháp giúp hỗ trợ điều trị căn bệnh này một cách hiệu quả thông qua việc sáng chế viên sủi hỗ trợ điều trị tiểu đường diabetes. Để phục vụ cho người dùng được tiện lợi và sử dụng một cách có hiệu quả, thì gần đây các nhà y học đã phối kết hợp hoạt chất alpha-lipoic acid thành công với dây thỉa canh, cao khổ qua, cao lá bằng lăng, kẽm gluconat trong viên rủi diabetes. Sản phẩm là tổ hợp các chất hỗ trợ chống oxy hóa hoàn hảo, đa dạng, tạo thành một mạng lưới mạnh mẽ chống oxy hóa toàn cơ thể, hỗ trợ cải thiện tình trạng bệnh tiểu đường đắc lực viên sủi diabetes là một cái viên mà một cái thành phần hoàn toàn từ thảo dược một trong những thành phần rất quan trọng đó là, là cao lá bằng lăng. À, chúng qua các cái nghiên cứu người ta thấy rằng cao lá bằng lăng có hiệu quả rất là tốt là giảm các triệu chứng của tình trạng đáy tháo đường gây ra một cái điều nữa là có thể bảo vệ tất cả những cái biến chứng ví dụ như là mạch máu, thần kinh rồi biến chứng ở võng mạc như ở mắt, rồi thận, giảm đường huyết và có thể là giúp cho tụy và tăng cái độ nhạy của insulin lên. Thì tất